Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Kể từ khi được thành lập, lực lượng thanh niên Việt Nam đã thực sự trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng. 91 năm xây dựng và trưởng thành, những cống hiến to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên thành phố Đà Nẵng nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đó là lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, sung kích, sáng tạo, khẳng định vai trò nồng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng. Phát huy truyền thống vẽ vang trong 91 năm qua, các cấp đoàn và tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng biến những khó khăn thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định, thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị, luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.